Thôi, chào các bạn nha. Nay để mình quay cho các bạn xem con máy cắt 60 này các bạn. Cái khuôn này đắt hai con nha các bạn. Con 102 bò gồ với con 60 nha. Chị gái này đi ra chứ bắt chuột hay gì đâu, tôi thấy đi ra ngoài ruộng đứng ở chân chỗ đầu già. Bên đây chị này các bạn. Chị bên đây thì cặp cái rộng luôn. Giờ mới cắt mới kéo nó ra lần trong lúa nha các bạn. Máy 102 vào rồi bị gì mà nó đậu đây nè các bạn, còn máy 60 đang cắt cái ngược lên nè, còn cái xe kéo đang chạy lên chảnh đang lấy lúa các bạn ơi. Rồi chiếc 60 nó đang cắt tới đích nè. Rồi nó cắt cái đường qua mặt luôn nha, qua mặt chiếc 102 luôn nha. Rồi đầu đó luôn rồi các bạn. Rồi bắt đầu là 102 bắt đầu nó đang cắt xuống nha các bạn. Chiếc 60 đang cắt ở sau đuôi chiếc 102 này nha. Bởi vì chiếc 102 này nó bự hơn chiếc kia một tức không thấy các bạn. Trời ơi, con 102 nó chạy rồi. Nó chạy như gió vậy các bạn. Vòng nữa hết rồi các bạn. Hai chiếc cái nói theo nhau nó cắt. Chiếc 7 mà 60 nó đang cắt ở đằng sau thôi. Giờ hai máy cắt này nó cắt tốt lên trên đầu trên rồi các bạn. Còn hai cái anh này anh lấy lúa của anh đội lúa. Hai anh đội một bao nha. Có chùa chạy ra hay gì? Anh đó anh chạy xuống anh để anh bắt kìa. Rồi rồi. Rượt đuổi. Rồi bắt đầu hai chiếc này đang cắt trở ngược xuống rồi các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hai chị đó, ê thì chị giết là bắt chuột luôn trời. Giờ cái máy đó, nó cắt lên thuốc trên đầu trên nha các bạn. Mấy anh này nó lội theo để bắt chuột nè. Hai ba anh. Xa xa ở trên kia mình thấy có một chị gái nữa, cái gì đó các bạn. Chị gái bắt chuột nữa hay gì kìa. Đội cái nón lá đó. Đây thì cái máy kéo lúa nha. Rồi thêm một máy nữa đi ra đang lấy lúa các bạn. Máy này sẽ chạy tốt lên đầu trên để lấy lúa chảnh các bạn. Rồi cái máy này chắc quay đầu trở xuống rồi. Hết tới tới đầu trên nó về nè. Rồi cái máy này 60 này đang chạy ra các bạn. Bây giờ nó đang cắt chạy xuống các bạn ơi. Giờ máy này đang cắt trở lên các bạn. Nó cắt trở lên nè, mấy anh này anh vượt theo cái máy để coi có chuột không ra là anh bắt nè. Còn mấy cái xe kéo lúa thì nó đang kéo thuốc đầu trên nha. Dữ rồi các bạn ơi, theo chạy theo dữ. Còn hai chị gái đâu mất tiêu không thấy nữa, không biết. Lên xe, lên máy cắt luôn các bạn, lên máy cắt ngồi luôn à. Mấy anh này chạy theo ngỡ sao ở tốt với đó có chị gái đang lội lên nữa kìa các bạn, quẩy gọng chuột. Thôi coi chị gái dập chuột lấy giò dặm luôn trời, gan dạ hay không sợ bị cắn giò hay sao á. Còn mấy này người này thì thuốc ở đằng sau này các bạn. Còn chị gái nào nội ơi, bắt được mấy con chuột cầm tay luôn nè, tài quá tài rồi.
không phim. Trời ơi, chụp chuột. Rồi, vậy đi rồi các bạn ơi. Còn hai cái máy kéo lúa thì nó đang kéo lúa vô các bạn, hai xe. Xe kia chắc đầy hay gì, đầy xe hay gì đang chạy vô các bạn. Còn xe này đang đang chở, đang lấy lúa tiếp. Đây, còn là chị gái xách một bọc chuột nữa. Bắt chuột quá hay luôn. Còn đây nữa các bạn. Chị đi bắt một chùm chuột luôn nè. Quá tài luôn các bạn ơi. Nó thôi, rồi xe của nó chạy vô kìa. Thôi rồi, của nó chạy kìa. Má ơi, thôi giờ mình xin kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha.